Nào nào, mình mời cả nhà vào xem và đoán thử xem mình là con bướm gì nha. Chứ mình dám chắc là thằng Kajamen nó không biết mình là loài bướm gì luôn đó. Nhìn cái mặt nó như thằng đằng cái kia cơ mà khờ khờ ngáo ngáo gì đâu á. Nếu cả nhà biết thì comment nha. Mình xin cảm ơn cả nhà nhiều.